Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày tiếp bài viết của Đức Hồng Y Gioan Thang Hán về tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 37 đến câu 41. Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ, vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Do Thái thời Đức Giêsu, việc rửa tay trước bữa ăn không chỉ là vấn đề vệ sinh, mà còn là một nghi thức tôn giáo. Song thực ra, đây không phải là chính luật Mô-xê. Luật chỉ bắt buộc các tư tế phải rửa tay trước khi cử hành phụng vụ. Nhưng theo thời gian, các rabbi thêm vào luật những giải thích chi tiết cho rõ ràng hơn, rồi áp dụng vào việc dùng bữa, với lý do tất cả các bữa ăn đều là một hành vi tôn giáo, và Israel là một dân tư tế. Hơn nữa, vì quan niệm rằng, ai thực hành tỉ mỉ những quy định nghi thức thì được coi là thanh sạch trước mặt Thiên Chúa, nên họ rất chú trọng những hình thức bên ngoài, thậm chí đến độ duy nghi thức. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không chống lại những nghi thức thanh tẩy trước bữa ăn, nhưng người khiển trách thái độ sống giả hình của người Pha-ri-sêu. Họ lo làm sạch bên ngoài, nhưng bên trong lại đầy sự dữ. Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Sự tương phản giữa những gì được thể hiện ra bên ngoài và sự thật bên trong có thể qua mặt người đời vì họ chỉ nhìn thấy cái bên ngoài. Nhưng chắc chắn không thể che giấu được Thiên Chúa, đấng đã làm ra cả cái bên ngoài lẫn cái bên trong. Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người
biết những ý định đen tối và gian tà trong lòng con người. Mặt khác, khi lên án nhóm người Pha-ri-sêu quá chú trọng vẻ bề ngoài, không phải Đức Giê-xu chủ trương chỉ lo đến bên trong. Thực ra, cũng vì cả hai đều do Thiên Chúa làm ra, nên không thể bỏ qua hay xem nhẹ một trong hai được. Ở đây, Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh rằng, sự thanh sạch đẹp lòng Thiên Chúa là một sự thanh sạch toàn diện, thống nhất giữa bên ngoài và bên trong, giữa ý hướng và hành động. Đức Giê-xu đưa ra một cách thức thanh tẩy, có khả năng làm cho con người được sạch, cả bên trong lẫn bên ngoài. Đó là bố thí. Quả thực, cách thức thanh tẩy mà Thiên Chúa mong muốn thật mới mẻ. Chúng ta có thể hiểu là hành động liên đới, bố thí và chia sẻ diễn tả một cuộc biến đổi bên trong, từ ích kỷ sang biết quan tâm đến người khác, từ những gian tà cướp bóc sang yêu thương và bày tỏ lòng thương xót. Khi thực hiện như vậy, cũng là lúc con người ta mở lòng mình ra để cho Thiên Chúa bước vào. Ở đó, người thanh tẩy và làm các điều kỳ diệu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống của mình, suy xét lại ý hướng những công việc chúng ta đang làm, nhất là sự thống nhất cần thiết giữa ý định bên trong và thể hiện ra bên ngoài. Tôi có đạo, nhưng mức độ sống đạo của tôi ra sao? Điều gì tôi cần phải thay đổi? Điều nào tôi cần phải trao dồi thêm để có thể trở nên thanh sạch đúng nghĩa? Tôi có đặt nặng hình thức và chạy theo thành tích không? Tôi đã sống thật lòng với vợ, với chồng, với con cái, với cấp trên, với đồng nghiệp, với bạn bè của mình chưa? Ước gì, nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta dám cởi bỏ những chiếc mặt nạ, sống chân thành với Thiên Chúa, với đời, với anh chị em và với chính mình. Amen. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin trắng phai. Hằng ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con.
biến đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Hồng Y đoàn sẽ có thêm 17 vị Hồng Y. Khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo rằng Ngài sẽ đặt thêm 17 vị Hồng Y trong công nghị Hồng Y diễn ra vào ngày 19 tháng 11 sắp tới, trước ngày bế mạc năm Thánh Lòng Thương Xót. Trong số 17 tân Hồng Y, có 13 vị dưới 80 tuổi và sẽ có quyền bầu giáo hoàng. Sau đây là danh sách các vị sẽ được đặt làm Hồng Y. 1. Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, Italia, 70 tuổi, sứ thần tòa thánh tại Syria. 2. Đức Tổng Giám mục Diodone Nabalenga, 49 tuổi, Tổng Giám mục Bangui, Cộng hòa Trung Phi. 3. Đức Tổng Giám mục Carlos Osoro Sierra, 71 tuổi, Tổng Giám mục Madrid, Tây Ban Nha. 4. Đức Tổng Giám mục Sergio de Rocha, 57 tuổi, Tổng Giám mục Brasilia, Brazil. 5. Đức Tổng Giám mục Blaise Kubitsch, 67 tuổi, Tổng Giám mục Chicago, Hoa Kỳ. 6. Đức Tổng Giám mục Patrick Dosazio, 73 tuổi, Tổng Giám mục Dhaka, Bangladesh. 7. Đức Tổng Giám mục Baltazar Enric Porras Cardozo, 72 tuổi, Tổng Giám mục Merida, Venezuela. 8. Đức Tổng Giám mục Joseph de Kessen, 69 tuổi, Tổng Giám mục Mechelen, Bruxelles, Bỉ. 9. Đức Giám mục Maurice Piat, 75 tuổi, Giám mục Port-Louis, Mauritius. 10. Đức Tổng Giám mục Kevin Joseph Farewell, Hoa Kỳ, 69 tuổi, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. 11. Đức Tổng Giám mục Carlos Aguiar-Retes, 66 tuổi, Tổng Giám mục Tanepantla, Mexico. 12. Đức Tổng Giám mục John Ribat, 59 tuổi, Tổng Giám mục Port Moresby, Papua Tân Guinea. 13. Đức Tổng Giám mục Joseph William Tobin, 64 tuổi, Tổng Giám mục Indianapolis, Hoa Kỳ. 14. Đức Tổng Giám mục Anthony Sote Fernandez, 84 tuổi, nguyên Tổng Giám mục Kuala Lumpur, Malaysia. 15. Đức Tổng Giám mục Renato Corti, 80 tuổi, nguyên Giám mục Giáo phận Novara, Italia. 16. Đức Giám mục Sebastian Koto Koarai, 87 tuổi, nguyên Giám mục Giáo phận Mohanjoek, Lesotho. Và 17. Cha Ernest Simoni, 88 tuổi, Linh mục Tổng Giáo phận Socorro-Pul, Albania. Các Hồng Y được chọn thuộc tất cả 5 châu lục. Châu Âu có 5 vị, Bắc Mỹ có 4 vị, Nam Mỹ có 2 vị, Châu Phi có 3 vị, Châu Á có 2 vị và Châu Úc có 1 vị. Cộng hòa Trung Phi, Bangladesh, Mauritius, Papua Tân Guinea, Malaysia, Lesotho và Albania là những quốc gia lần đầu tiên có Hồng Y. Tại công nghị Hồng Y diễn ra ngày 19 tháng 11 sắp tới, Hồng Y đoàn sẽ có tổng cộng 228 vị, trong đó có 121 vị dưới 80 tuổi được quyền bầu giáo hoàng. Hồng Y niên trưởng hiện nay là Đức Hồng Y Angelo Sodano, 88 tuổi, và Hồng Y phó niên trưởng là Đức Hồng Y Roger Echegaray, 94 tuổi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ năm thánh cho các hội đoàn thánh mẫu. Trong thánh lễ nhân ngày năm thánh dành cho các hội đoàn, phong trào thánh mẫu và các đoàn từ các đền thánh Đức Mẹ, sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu luôn sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì các hồng ân đã lãnh nhận. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 10 vị hồng y, 30 giám mục và 1.100 linh mục trước sự hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô của hơn 30.000 tín hữu, trong đó có nhiều người thuộc 94 phái đoàn thánh mẫu từ Italia và các nước khác. Trong bài chia sẻ thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, tin mừng Chủ nhật hôm nay mời gọi chúng ta nhìn nhận những hồng ân của Thiên Chúa với lòng kinh ngạc và biết ơn. Trên đường dẫn Ngài đến cái chết và sự phục sinh, Chúa Giê-xu gặp 10 người phong củi, họ tiến đến gặp Ngài, dừng lại từ xa xa và kêu lên nỗi bất hạnh của họ với người mà họ trong niềm tin trực giác thấy vị ấy có thể là đấng cứu thế. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, biết cảm ơn, biết chúc tụng vì những gì Chúa làm cho chúng ta, đó là điều quan trọng. Khi đề cập đến ngày năm thánh cho các hội đoàn thánh mẫu, Đức Thánh Cha nói, trong ngày mừng năm thánh này, chúng ta được đề nghị một mẫu gương để chúng ta nhìn lên, đó là Đức Maria, mẹ chúng ta. Sau khi lãnh nhận lời loan báo của Thiên Thần, mẹ đã để cho tâm hồn trào lên một bài ca chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy xin Đức Mẹ giúp chúng ta hiểu rằng tất cả là hồng ân của Thiên Chúa và biết cảm tạ. Như thế, niềm vui của chúng ta sẽ trọn vẹn. Được biết, chiều thứ Bảy trước đó, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô. Đầu buổi canh thức, bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma đã được rước lên lễ đài trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc và suy niệm mầu nhiệm mùa mừng của Kinh Mân Côi. Trong bài suy niệm kết thúc, Đức Thánh Cha đề cao Kinh Mân Côi dưới nhiều khía cạnh là một tổng hợp lịch sử lòng thương xót của Thiên Chúa được biến thành lịch sử ơn cứu độ cho tất cả những ai để cho mình được ơn thánh biến đổi. Các mầu nhiệm diễn ra trước chúng ta là những cử chỉ cụ thể, trong đó hoạt động của Thiên Chúa được triển khai đối với chúng ta. Qua kinh nguyện và suy niệm cuộc đời Chúa Giê-xu Ki-tô, chúng ta thấy lại khuôn mặt từ bi thương xót của Chúa đến gặp chúng ta trong những nhu cầu khác nhau của cuộc sống. Mẹ Maria đồng hành với chúng ta trong hành trình này, chỉ cho chúng ta thấy con của mẹ chiếu tỏa chính lòng thương xót của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, Kinh Mân Côi không đưa chúng ta ra xa những bận tâm hàng ngày. Trái lại, Kinh này đòi chúng ta hãy hội nhập vào trong lịch sử hàng ngày để biết đón nhận những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta. Mỗi lần chúng ta chiêm ngắm trong một lúc mầu nhiệm trong đời sống của Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi nhìn nhận cách thức Thiên Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta, để rồi đón nhận và theo Chúa. Như thế, chúng ta khám phá ra con đường đưa chúng ta đi theo Chúa Kitô trong việc phục vụ anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Mẹ Maria giúp chúng ta hiểu thế nào là môn đệ của Chúa Kitô. Tuy được chọn từ đời đời để làm mẹ, Mẹ Maria đã học cách trở nên môn đệ của Chúa. Hành động đầu tiên của mẹ là đặt mình trong tư thế lắng nghe. Mẹ đã vâng phục khi được sứ thần truyền tin và đã mở rộng tâm hồn đón nhận mầu nhiệm làm mẹ Thiên Chúa. Và rồi Đức Thánh Cha kết thúc. Nhưng lắng nghe mà thôi thì vẫn chưa đủ. Đó là bước đầu tiên, nhưng sau đó sự lắng nghe cần phải được diễn tả qua hành động cụ thể. Thực vậy, người môn đệ dành cuộc sống của mình để phục vụ tin mừng. Và vì thế, mẹ Maria đã lên đường ngay đến nhà bà Elizabeth để giúp bà trong cảnh thai nghén. Trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, mẹ Maria đã diễn tả sự phong phú của lòng Chúa thương xót đến gặp mỗi người trong những nhu cầu thường nhật.
Tin Indonesia. Đại hội giới trẻ Indonesia lần thứ hai. Đại hội giới trẻ Indonesia lần thứ hai từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 10 vừa qua được tổ chức tại giáo phận Manado thuộc tỉnh Bắc Sulawesi với sự tham dự của 2.600 bạn trẻ đến từ 37 giáo phận trên toàn quốc. Cũng có hai phái đoàn nước ngoài, đó là đoàn từ Kota Kinabalu của bang Sabah, Malaysia và đoàn Đông Timor. Chủ đề của Đại hội giới trẻ năm nay là niềm vui tin mừng giữa một xã hội đa nguyên ở Indonesia, nhắm nhấn mạnh và chứng tỏ rằng các tín hữu công giáo như một nhóm nhỏ muốn và có thể sống hòa hợp với các tôn giáo khác, đặc biệt là với các tín hữu Hồi giáo, chiếm đến 90% trên tổng số 250 triệu dân số Indonesia. Đối với các tham dự viên, tinh thần của ngày hội là một trong sự tiếp đón và hiệp thông trong khác biệt. Biểu tượng của điều này là thực tế có hàng ngàn người trẻ được tiếp đón bởi các gia đình Kitô và Hồi giáo địa phương. Chương trình của các ngày họp mặt giới trẻ này bao gồm các giờ cầu nguyện và suy niệm. Các bạn trẻ cũng thảo luận về các vấn đề như đối thoại, hợp tác tương trợ và đoàn kết với các tín hữu thuộc các niềm tin khác. Ba ngày đầu trong chương trình bao gồm các sinh hoạt giáo xứ được tổ chức tại các gia đình nơi các bạn trẻ được tiếp đón. Ngoài ra, đại hội còn có các buổi học hỏi giáo lý, rước kiệu và chia sẻ chứng từ. Được biết, các công việc được làm để tổ chức sự kiện này cũng sẽ được dùng như việc chuẩn bị cho Đại hội giới trẻ Á Châu tại. Được biết, các công việc được làm để tổ chức sự kiện này cũng sẽ được dùng như việc chuẩn bị cho Đại hội giới trẻ Á Châu tại Semarang. Từ 30 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8 năm 2016. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài viết mới của Đức Hồng Y do An Thanh Hán, Tổng Giám mục Hồng Kông, về mối tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Bài viết có chủ đề Sự hiệp thông của Giáo hội Trung Hoa với Giáo hội Hoàn Cầu và được thông tấn Zenith đăng tải hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Thanh Hán viết tiếp như sau. Về việc bổ nhiệm các giám mục công giáo, Điều 377 Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo nói rằng 1. Đức Giáo Hoàng được tự do bổ nhiệm các giám mục hoặc phê chuẩn những vị đã được bầu cử hợp lệ. 2. Ít là 3 năm một lần, các giám mục của một giáo tỉnh hoặc ở đâu hoàn cảnh khuyến khích, các giám mục của Hội đồng Giám mục phải thỏa thuận với nhau và với tính cách bí mật lập một danh sách các linh mục, kể cả các phần tử của dòng tu, xem ai có tư cách làm giám mục và gửi bản danh sách đó cho tòa thánh. Tuy nhiên,
mỗi giám mục vẫn được quyền thông tri cho tòa thánh một cách riêng rẽ danh tánh những linh mục được ngài xét thấy xứng đáng và có tư cách để lãnh nhiệm vụ giám mục. 3. Trừ khi đã ấn định cách nào khác hợp lệ, mỗi khi cần bổ nhiệm một giám mục giáo phận hoặc một giám mục phó, thì trong việc đề nghị lên tòa thánh danh sách 3 người, phái viên của Đức Thánh Cha có nhiệm vụ điều tra về từng người một và thông báo cho tòa thánh, cùng với ý kiến của mình. Tất cả đề nghị của Tổng Giám mục và các giám mục thuộc hạt của giáo tỉnh mà giáo phận ấy trực thuộc hay được kết nạp, cũng như của Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Ngoài ra, phái viên của Đức Thánh Cha nên bàn hỏi cả với vài người thuộc Hội đồng Tư vấn và thuộc Kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa, và nếu xét thấy tiện, nên hỏi ý kiến riêng rẽ và kín đáo của những người khác thuộc giáo sĩ dòng triều, cũng như của những giáo dân có tiếng là khôn ngoan. 4. Trừ khi đã khoản luật cách nào khác hợp lệ, giám mục giáo phận nào xét thấy cần một phụ tá cho giáo phận của mình thì sẽ đệ trình lên tòa thánh bản danh sách gồm ít là 3 linh mục xứng đáng hơn cả để lãnh nhiệm vụ này. 5. Từ nay về sau, không được cho chính quyền dân sự quyền lợi và đặc ân bầu cử, bổ nhiệm, đề cử hoặc chỉ định các giám mục. Căn cứ vào điều nói về việc bổ nhiệm các giám mục trong bộ giáo luật, ta thấy rõ việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm các giám mục địa phương hoàn toàn là một vụ việc của giáo hội. Giáo hội dành đặc ân và thẩm quyền này cho riêng mình và không ban cấp cho thẩm quyền chính trị của một quốc gia bất cứ đặc ân hoặc phép đặc biệt nào để bầu cử, bổ nhiệm, đề cử hoặc chỉ định. Có hai cách chính để Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm các giám mục địa phương. Thứ nhất, chính Đức Giáo Hoàng tự do bổ nhiệm. Thứ hai, Đức Giáo Hoàng chấp thuận làm giám mục một vị nào đó được bầu phù hợp với các điều khoản của luật lệ. Tất nhiên, các điều khoản luật lệ ở đây có ý nói đến các điều khoản được chấp thuận là hợp pháp bởi giáo hội công giáo. Nếu không có khoản luật nào để các ứng viên chức giám mục dựa vào, thì Đức Giáo Hoàng sẽ dùng phán đoán của riêng ngài để bổ nhiệm giám mục mà không bị hạn chế bởi bất cứ quyền lực dân sự hay tôn giáo nào. Khi Đức Giáo Hoàng tự do bổ nhiệm các giám mục, ngài sẽ xin ý kiến của mọi người trong giáo hội và chọn những vị phù hợp từ một danh sách ứng viên. Những vị được hỏi ý kiến bao gồm các giám mục các giáo phận khác thuộc cùng một giáo tỉnh, hội đồng giám mục quốc gia, giám mục hiện thời hay trước đây của giáo phận và các sứ thần của Đức Giáo Hoàng. Đức sứ thần của Đức Giáo Hoàng sẽ đích thân đi thăm viếng để hỏi ý kiến của giáo hội địa phương. Sau khi điều tra, một danh sách ứng viên sẽ được trình lên Đức Giáo Hoàng dựa trên kết quả của cuộc điều tra. Danh sách các tên này bao gồm các ứng viên được ngài cho là phù hợp và các ứng viên mà vị đứng đầu giáo tỉnh, các vị giám mục thuộc cùng giáo tỉnh hay các phó giám mục của giáo tỉnh cho là phù hợp. Giáo luật cũng yêu cầu các sứ thần của Đức Giáo Hoàng phải lắng nghe ý kiến của các thành viên trong hội đồng tư vấn và hội kinh sĩ. Và nếu ngài coi là có ích, thì bí mật xin ý kiến của các giáo sĩ khác đang phục vụ trong giáo phận và cả của giáo dân khôn ngoan nổi bật nữa. Trên đây là những nguyên tắc chính thường được tuân theo trong việc bầu cử và bổ nhiệm các giám mục trong giáo hội công giáo. Trong thực hành cụ thể, các nguyên tắc này có thể được điều chỉnh theo những điều khả thi của tình hình địa phương. Trong việc bổ nhiệm các giám mục khắp nơi trên thế giới, giáo hội công giáo chọn những phương cách không vi phạm các nguyên tắc của đức tin và sự hiệp thông tùy theo các hoàn cảnh chuyên biệt. Ví dụ, mô hình được gọi là Việt Nam là điều tòa thánh sẽ gọt tỉa cho phù hợp với tình thế của giáo hội công giáo tại Việt Nam. Về việc bầu cử các giám mục của tòa thánh và chính phủ Trung Hoa, không nên chỉ trích tòa thánh về cách thức tòa thánh quyết định việc bổ nhiệm các giám mục trong giáo hội tại Trung Hoa, miễn là các nguyên tắc trên không bị vi phạm. Về việc bổ nhiệm các giám mục trong giáo hội tại Trung Hoa, tòa thánh có quyền lập ra các quy định đặc biệt nhắm vào hoàn cảnh chuyên biệt mà giáo hội tại Trung Hoa đang phải đối phó. Điều này không vi phạm các nguyên tắc của đức tin, cũng không phá hủy sự hiệp thông và hiệp nhất của giáo hội. Hiện nay, vẫn chưa có hội đồng giám mục được tòa thánh chấp nhận tại giáo hội Trung Hoa. Nếu, trong tương lai, hội đồng giám mục của giáo hội công giáo tại Trung Hoa, sau khi thỏa mãn các yêu cầu cơ bản của giáo hội, được tòa thánh chấp nhận là hợp pháp, thì hội đồng này, hoặc các giám mục của giáo tỉnh dưới quyền hội đồng, sẽ có quyền và trách nhiệm đề cử lên Đức Giáo Hoàng, các ứng viên giám mục mà các vị coi là phù hợp.
Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống đức tin của giáo hội và không phá hủy sự hiệp thông và hiệp nhất của giáo hội công giáo. Nếu thỏa hiệp đạt được giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh có bao gồm các nội dung liên quan đến các ứng viên giám mục cho Trung Hoa do sự đề cử của Hội đồng Giám mục Trung Hoa được Đức Giáo Hoàng chấp thuận, thì chúng ta không nên cho rằng giáo hội đã hy sinh sự hiệp thông riêng của mình với Đức Giáo Hoàng và quyền cai trị của Ngài trong giáo hội Trung Hoa. Chắc chắn, một hội đồng giám mục ở Trung Hoa, một khi được thành lập hợp pháp và được công nhận, thì các giám mục tại các giáo tỉnh dưới quyền nó sẽ chỉ còn quyền đề cử mà thôi, còn quyền quyết định cuối cùng vẫn sẽ là dành cho Tòa Thánh. Tòa Thánh có quyền lựa chọn, từ danh sách đề cử, các ứng viên mà Tòa Thánh coi là phù hợp nhất và có quyền bác bỏ các ứng viên được Hội đồng Giám mục Trung Hoa và các giám mục trong giáo tỉnh dưới quyền nó đề cử. Trong trường hợp như vậy, diễn trình tư vấn sẽ bắt đầu lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo toàn văn bài viết mới của Đức Hồng Y Gioan Thang Hán về mối tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe được trích từ chương 18 của tin mừng Luca và có tên gọi là Dụ ngôn quan tòa bất chính và bà quá quấy rầy. Trước dụ ngôn này, Đức Giê-xu đã trả lời câu hỏi của người Pha-ri-sêu
bao giờ nước Thiên Chúa đến? Và câu hỏi của các môn đệ, nước Thiên Chúa đến ở đâu? Trong bối cảnh đó, dụ ngôn này là lời mà Đức Giê-xu dạy các môn đệ phải cầu nguyện liên tục, không được nản chí, hầu có được một tư thế sẵn sàng trước biến cố chung cuộc là nước Thiên Chúa đến. Hình ảnh đầu tiên được Tin Mừng nhắc đến trong dụ ngôn không phải là bà quá tội nghiệp, mà là ông quan tòa. Hình ảnh ông quan tòa được phác họa là một người tự phụ. Ông chỉ biết chính mình, tìm lợi lộc và sự thoải mái cho riêng mình. Ông không hề kính sợ Thiên Chúa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông chẳng hề sợ một ngày nào đó phải ra trước tòa của người. Và dĩ nhiên, ông cũng chẳng sợ ai cả, vì đến Thiên Chúa mà ông còn không sợ, thì ông còn biết sợ ai nữa. Như vậy, ông là kẻ không tuân giữ luật của Thiên Chúa dạy, là phải mến Chúa và yêu người. Tác giả Kinh Thánh đã giới thiệu ông quan tòa bất chính trước như thế. Phải chăng là để cho chúng ta thấy tình trạng bất hạnh, tội nghiệp của bà quá? Phải chăng là bà đã đi vào đường cùng? Liền ngay sau đó, Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh của bà quá. Tin Mừng không trình bày rõ về tuổi tác, thu nhập hay kẻ thù của bà như thế nào. Chỉ biết rằng bà thuộc về một trong số những hạng người thất thế trong xã hội bấy giờ. Chỉ thế thôi, người nghe đã cảm thấy xót thương cho thân phận của bà, vì bà có là gì đâu để ông quan tòa phải quan tâm đến. Trong khi Tin Mừng lại nói về ông quan tòa này, chẳng coi ai ra gì. Thật là hết đường hy vọng cho bà. Dầu vậy, Tin Mừng cho thấy bà quá không nản lòng. Bà vẫn kiên trì kêu cứu. Bà kiên trì đến mức ông quan tòa cứng lòng và khinh người kia, đã phải xét xử và cho bà được như ý. Kể xong dụ ngôn này, Đức Giê-xu đã đưa ra hai câu hỏi như thể là chất vấn lòng tin của các môn đệ. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm kêu cầu người sao? Lẽ nào người cứ trì hoãn, không giúp họ? Và Đức Giê-xu đã trả lời luôn trong sự nhấn mạnh: người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta: tại sao Đức Giê-xu lại đưa vào dụ ngôn hình ảnh một vị quan tòa, mà ngôn ngữ Kinh Thánh thường gọi hạng người này là quân gian ác như thế? Chẳng lẽ Đức Giê-xu muốn so sánh hình ảnh Thiên Chúa với vị quan tòa bất chính này? Thưa không, nếu đem so sánh Thiên Chúa với vị quan tòa bất chính, thì đây quả là một sự so sánh quá khập khiễng. Bởi lẽ, hình ảnh vị quan tòa này gần như là một hình ảnh phản diện đối với Thiên Chúa, ngoại trừ một điểm tương đồng duy nhất là trong cả hai trường hợp, công lý đều thắng thế. Tuy nhiên, cũng có sự khác nhau về sự thắng thế của công lý trong hai trường hợp này. Đối với vị quan tòa bất chính, ông xét xử cho bà quá là vì bà đã quấy rầy ông quá lâu. Ông giải quyết cho bà chỉ để tránh phiền phức. Còn đối với Thiên Chúa, người minh xét một cách mau mắn cho những ai kêu cầu người. Và sự minh xét ấy không có mục đích gì khác ngoài tình yêu thương dành cho con người. Nếu lời cầu xin bền bỉ đã khiến cho kẻ bất chính, ích kỷ như ông quan tòa kia phải đáp ứng, thì đối với Thiên Chúa, người sẽ nhanh chóng quan tâm đến nhu cầu của con người. Bởi vì người là đấng giàu lòng yêu thương và không ích kỷ chút nào.
Như vậy, dụ ngôn này cho chúng ta hai điểm. Thứ nhất, về phía người cầu nguyện, chúng ta phải có lòng kiên trì, không nghi ngờ và không được nản chí. Thứ hai, về phía Thiên Chúa, chắc chắn người sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng ta, như lời người đã xác quyết. Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Điều này cũng đã được minh chứng qua bài đọc 1. Nhờ ông Mô-xê quỳ gối và giang tay cầu nguyện suốt ngày, mà dân Israel đã thắng trận. Chiến thắng này không phải do sức mạnh của Israel, mà nhờ sự phù hộ của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của ông Mô-xê. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa sẽ đáp lại lời cầu xin đối với những ai kêu cầu người. Vấn đề còn lại là, chúng ta có kiên trì cầu nguyện hay không? Và thái độ cầu nguyện của chúng ta như thế nào cho phải mà thôi? Chúng ta thường hay than phiền với nhau, và đôi khi than trách chính Chúa với những câu hỏi như: liệu Thiên Chúa có biết điều tôi cầu xin không vậy? Có những điều tôi cầu mãi, sao không được? Và những câu hỏi khác nữa đại loại như thế. Nhưng, chúng ta hãy để ý lại xem, mỗi khi cầu nguyện, chúng ta có cầu nguyện như Đức Giê-xu dạy không? Nghĩa là chúng ta có cầu xin cho danh Chúa hiển vinh, triều đại người mau đến, và thánh ý người được thể hiện không? Cầu nguyện không phải là xin ơn này ơn kia, theo óc vụ lợi. Cầu nguyện không phải là việc tránh né bổn phận, để Thiên Chúa làm tất cả. Cầu nguyện không phải là liệt kê những ước muốn, để mong Chúa thực hiện. Cầu nguyện không phải để đạt được kết quả theo ý mình. Chính Đức Giê-xu đã cảnh tỉnh vợ và hai người con của ông Giê-bê-đê, cũng là cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Các ngươi không biết các ngươi xin gì. Cầu nguyện cũng không phải là tìm kiếm hiệu quả tức thì. Nhưng, cầu nguyện chính là việc thực thi đức tin, nâng tâm hồn lên với Chúa, đối thoại với Chúa, để nhận biết được thánh ý người muốn nơi ta, chứ không phải là ta muốn gì nơi Chúa. Và van xin để người ban ơn, ngõ hầu ta có đủ sức để thi hành thánh ý người. Chúa sẽ đáp lời chúng ta vào lúc và bằng cách thức có lợi nhất cho chúng ta. Tuy nhiên, thời gian Chúa nhận lời chúng ta có thể lâu hơn ta nghĩ. Cách thức người ban có thể khác với ước nguyện ta xin. Nhưng chúng ta yên tâm một điều rằng, người sẽ ban cho chúng ta theo cách thức hữu hiệu nhất. Mỗi người chúng ta hãy noi gương bà quá trong dụ ngôn. Hãy kiên trì cầu nguyện với một thái độ khiêm nhường, biết mình nhỏ bé nghèo hèn. Hãy kiên trì cầu nguyện với niềm phó thác, như bà quá không còn nơi nương tựa. Chỉ có cách trông cậy vào ông quan tòa là lối thoát duy nhất mà thôi. Và hãy kiên trì cầu nguyện với một thái độ khao khát được sống. Hãy làm như vậy, rồi chúng ta sẽ nhận được sự đáp trả từ Thiên Chúa. Chính Đức Giê-xu đã nói lời bảo đảm cho chúng ta. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng quý ông bà và anh chị em thân mến, liệu chúng ta có kiên trì và đủ tin tưởng vào đấng mà chúng ta cầu xin cho đến khi người đến hay không? Đây chính là lời ưu tư của Đức Giê-xu dành cho con người chúng ta ở cuối dụ ngôn. Đức Giê-xu nói rằng, nhưng khi con người đến, liệu người có tìm được lòng tin trên mặt đất chăng? Đức Giê-xu muốn nói đến ngày quang lâm, khi người đến trong tư cách là đấng xét xử thế gian, thì liệu con người chúng ta có còn niềm tin vào người nữa không?
chúng ta còn có niềm tin làm nền tảng cho việc cầu nguyện nữa không? Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết đặt niềm tin tưởng nơi Chúa và không ngừng cầu nguyện với Ngài, ngay cả trong những hoàn cảnh đang đối diện với những khó khăn của cuộc đời. Amen. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng. Xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881 tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước Ý
và được đặt tên là Angelo Giuseppe Roncalli. Ngài thụ phong linh mục vào ngày 10 tháng 6 năm 1904. Trong Thế chiến thứ nhất, Ngài là một vị tuyên úy trong quân đội Hoàng gia Ý. Trong Thế chiến thứ hai, Ngài được cử làm sứ thần tòa thánh ở Paris, Pháp. Ngài lên ngôi giáo hoàng vào ngày 28 tháng 10 năm 1958, là vị giáo hoàng thứ 261 của Giáo hội Công giáo. Vào ngày 25 tháng 12 năm 1961, Ngài ký quyết định triệu tập Công đồng chung Vatican II và khai mạc Công đồng vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Ngài đã trở về nhà Chúa vào ngày 3 tháng 6 năm 1963 tại Điện Vatican hưởng thọ 81 tuổi. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đấng triệu tập Thánh Công đồng chung Vatican II vào năm 1962. Ngài qua đời vào ngày 3 tháng 6 năm 1963 khi công đồng vẫn đang diễn ra. Và sau đó, Đức Hồng Y Montini lên ngôi với hiệu triều Đức Thánh Cha Paolo VI tiếp tục Thánh Công đồng. 38 năm sau ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 qua đời, Tòa Thánh tiến hành các thủ tục tôn phong chân phước cho Ngài. Khi mở quan tài để kiểm tra thì phát hiện xác chết của Ngài không hề mảy may hư nát và thối rữa. Hiện nay thi hài của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã được đưa lên đặt trong một quan tài bằng pha lê bên dưới bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô để dân chúng có thể kính viếng và chiêm ngắm. Nét mặt của Ngài vẫn giữ nguyên sức sống và cơ thể không hề bị tẩm ướp bằng bất cứ loại hóa chất nào. Được biết, hầm mộ cũ trước đây nơi đặt quan tài của Ngài, bây giờ đã được thế chỗ bằng quan tài của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo II. Đức Thánh Cha Francisco đã phong thánh cho Đức Gioan 23 vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Riêng với Giáo hội Việt Nam, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 cũng đã có những lời lễ rất yêu mến trong thông điệp gửi đến hàng giáo phẩm Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 1961. Thông điệp có đoạn viết: Sau hết, với tấm lòng cảm xúc và thán phục, ta gửi đến toàn thể chư huynh và giáo dân Việt Nam tất cả tình yêu ái của một hiền phụ, tượng trưng cho tình yêu ái của Chúa Kitô, nhất là gửi tới những con người đang bị đau khổ. Ta mượn lời Thánh Phaolô để nhắn nhủ chúng con rằng, chúng con hãy thức tỉnh, vững vàng trong đức tin, hãy can trường và mạnh mẽ. Và để biểu dương hơn nữa lòng ta yêu thương, săn sóc và cảm phục, ta nhắc lại đây lời Thánh Tông Đồ. Hằng ngày, cha phải cảm ơn Thiên Chúa vì chúng con. Thực thế, đức tin chúng con mãnh liệt thêm mãi, tình thân ái của chúng con với tha nhân mỗi ngày một dồi dào, khiến cha được hãnh diện vì chúng con trước mặt giáo hội của Chúa, hãnh diện vì chúng con bền chí, vững lòng tin trong mọi cơn bách hại, trong những giờ gian lao khốn khó, như thế mới xứng đáng vào nước Thiên Chúa. Chính vì Ngài mà chúng con đã chịu đau khổ. Ngài cũng thiết tha nhắn nhủ giáo dân Việt Nam rằng, ta còn tha thiết mong rằng giáo dân Việt Nam trong khi phục tùng các vị giám mục,
họ còn phải trỗi vượt hơn ai khác trong sự biết tôn trọng chính quyền của Tổ quốc và cố gắng cộng tác vào sự tiến bộ chung trong xã hội, thi đua với người đồng loại trong cả đời sống dân sự. Thật ra, người Công giáo phải là một người công dân mô phạm. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan 23, xin Chúa Cha lôi kéo tư tưởng và quyết định của các vị thủ lãnh của các dân nước ra khỏi cái vòng oán thù và bạo lực, và để Chúa Giê-xu phục sinh và hằng sống chiến thắng trong các quan hệ của con người với nhau. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ thương người. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.